Sáng ngày hôm nay 19 tháng 5, Công an tỉnh Đồng Tháp đã chính thức có thông tin về kết quả điều tra vụ lộ đề thi lớp 11 khiến cho toàn bộ học sinh khối 10 và khối 11 của cả tỉnh phải dừng thi vào ngày 9 tháng 5. Nguyên nhân lộ đề được xác định là do một thầy giáo trong ban in sao đề đã lén trộm đề về để trả ơn cho một phụ huynh có con học lớp 11. Sau đó một thầy giáo trường trung học phổ thông thành phố cao lãnh thành viên ban sao in đề thi đã mang đề thi môn toán và lịch sử lớp 11 về nhà đưa cho một phụ huynh có con học lớp 11 để trả ơn vì trước đó bà này đã giúp đỡ rất nhiều cho gia đình thầy giáo sau khi chép lại đề bằng tay phụ huynh này đã cẩn thận phi tang tuy nhiên trước đó con thầy giáo hiện đang là sinh viên một trường đại học đã nhìn thấy đề lúc ở nhà và lén dùng điện thoại chụp lại và gửi cho bạn là một học sinh lớp 11 qua tin nhắn trên facebook Đề thi sau đó được người bạn này chia sẻ với bạn bè cùng lớp, cùng trường, sau đó lan truyền với tốc độ chóng mặt sang nhiều trường khác trên địa bàn của thành phố Cao Lãnh. Và đến tối ngày 8 tháng 5, ngay trước ngày thi, một học sinh lớp 11 của một trung tâm giáo dục thường xuyên đã chia sẻ công khai hai đề thi trên Facebook. Trước mắt thì công an tỉnh Đồng Tháp chuyển cho sở dụng và đào tạo xem xét xử lý trách nhiệm của những người có liên quan theo quy định của ngành, sau đó thì mới tính đến việc xử lý theo quy định của pháp luật. Và đây là một bài học trong công tác bảo mật đề thi, nhất là vào thời điểm mà các trường đồng loạt tổ chức thi cuối kỳ và lại sắp bước vào những kỳ thi tuyển sinh đầu cấp và thi trung học phổ thông quốc gia hiện nay. Tuy nhiên trong trường hợp này thì tôi thấy rằng là quy trình bảo mật đề thi ở địa phương này là quá lỏng lẻo đến mức mà một thầy giáo cũng có thể đưa hẳn đề thi của hai môn về nhà mà không ai hay biết hay là có ý kiến gì. Không biết là sắp tới thi trung học phổ thông quốc gia thì có nguy cơ là tái diễn lại cái sự việc này hay không? À, về việc này thì tôi nghĩ sẽ là rất là khó bởi vì là đề thi trung học phổ thông quốc gia thì được xem là một tài liệu uh, tối mật quốc gia nên là việc bảo vệ uh, bảo mật trong các khâu ra đề in đề được làm rất là chặt những thầy cô mà từng tham gia việc ra đề cho biết đó là sau khi mà được chọn để làm đề thi thì họ sẽ được đưa lên xe và đến một địa điểm bí mật không được biết trước và bị cách ly hoàn toàn với bên ngoài và kể từ lúc đó cho đến khi mà môn thi cuối cùng kết thúc À, điện thoại thì cũng bị thu việc liên lạc với gia đình thì chỉ được thực hiện thông qua một máy điện thoại bàn có loa ngoài và có một cảnh sát ngồi bên cạnh ghi chép hàng ngày thì các thầy cô cũng sẽ được cảnh sát đưa cơm vào à, rác thải thì không được chuyển ra bên ngoài mà phải tập kết lại ở bên trong mọi cửa sổ thì bị dán kín xung quanh thì lắp hàng rào thép để không thể nào ném giấy ra ngoài ngoài ra thì còn có 3 vòng cảnh sát bảo vệ ở bên ngoài theo nguyên tắc là à, nội bất xuất và ngoại bất nhập À, người và đồ vật đã vào thì cũng không thể nào ra được. Chính vì thế mà từ trước đến nay ở Việt Nam thì chưa bao giờ có chuyện là lộ đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông hay là đề thi đại học cả.